Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thu Hiền 1993. Đây là hình ảnh buổi sáng ở chỗ mình nhé. Đây là vườn trồng đỗ của nhà mình. Năm nay nhà mình trồng đỗ đen và đỗ trắng các bạn ạ. Ngoài ra còn trồng cả ổi nữa nhé. Trồng ổi sen, các hàng vải. Các bạn ơi, vải thanh hà quả khá là to này. Sau quá trình ra hoa thụ phấn, giờ quả bé của vải thanh hà đây. Vừa mới hôm qua mưa to nên là rãnh nhà mình ngập nước hết rồi này. Đây là vải u hồng nhà mình này. Dạo trước mình còn nhìn thấy sai sai một chút rồi, bây giờ sau quá trình loại quả không còn bao nhiêu nữa rồi. Nhìn quả còn thừa lắm. Vải u hồng quả to như thế này rồi. Hôm nay trời cảm giác như trời quay về trời mùa thu đông ấy, trong khi đó là mùa hè. Vì đây là gian bầu của nhà mình nhá. Quả bầu mấy ngày nay không để ý thôi đã to như vậy rồi đây này. Đây, to chưa? To, vừa to vừa dài. Đây này, quả này ăn 2-3 ngày không hết luôn. Ôi giời, mấy hôm nay mưa nhiều nên là cây bầu mọc khá là tốt. Đấy, mình làm thêm giàn ở bên này này, để cho cây mọc sang. Vì là đây có những quả bé này này, đang hình thành quả non đây này. Mùa này mưa nhiều nên là cây mọc cũng khá là tốt đây. Nó đang mọc lan sang những cái dàn bên này. Mình sẽ làm ngọn của nó mọc sang đây. Thực ra là ngọn bầu cũng rất là ngon. Nếu mà các bạn hái ngọn bầu về xào rất là ngon đấy. Nhưng nhà mình là để cho nó mọc dài. Dài ra nên là mình cũng không hất. Đấy, để nó mọc đua sang bên này. Ui, mấy hôm mọc xuống đến đây thôi mà mọc tốt rồi đấy này, quả dài lắm, to thế này, to như này. Wow, một quả, hai quả, ba quả, bốn quả, đời to thế. Đang có đầy quả. Ôi dồi ôi, sao lại mọc hết dàn ra đây thế này. Đây một quả nữa là 5 quả. Ôi trời, 5 quả. Là rau tiến vua ở nhà mình này ra hết rồi. Ra hoa rồi đây này các bạn. Rau tiến vua đây. Không ai ăn đến, mọc hết cả mầm, ra hết cả hoa rồi. Đây. Chỗ này nè, chỗ này cũng chuẩn bị ra hoa rồi. Chắc vài hôm nữa mình sẽ cắt đi hết để mà lấy cái thân của nó phơi khô. Nhiều con bướm đến đấy nhỉ. Cây bí đỏ ở nhà mình này. Bí đỏ cũng có quả đấy. Đây này, mình thấy có quả đây. Đây quả non này. Ui giời. Mùa này rau thì không có nhiều, nhưng mà bí đỏ đang mọc. Ôi giời, chết hết rau rồi. Cỏ rậm quá. Đây. Quay sọ mọc cũng tốt. Cây ổi bé tí mà cũng có hoa nở. Bé tí là những cây ổi trồng năm đầu tiên đấy, chắc sẽ được vài quả để ăn rồi. Đây là rau mùng tơi nha. Rau mùng tơi là mùa hè nấu canh ăn rất là ngon và mát. Gần hết rồi mà bây giờ bán cái loại này người ta không lấy đâu, mang đi mang về thôi. Đây là súp lơ, súp lơ quấy vụ, bọt súp lơ. Ôi
luộc súp lơ ăn này. Meo. Ở đây nè. Meo. Meo meo. Đây đây nè. Meo. Meo. Ôi nè, meo meo. Đây đây. Đây đây meo meo. 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 Ví dụ hẳn ba con chứ đâu phải một mình đâu. Úi giời bắt tay kìa. Bắt tay kìa. Ôi giời ơi, ơi 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 ơi. Hồng xiêm sai quá. Quá trời to thế. To nhở. Ui. Sai quá. Con này cũng béo phết đấy nhỉ. Ừ. 2 cân 7 thì con gà mái này cũng béo. Ôi, thơm ngon rồi đấy, chín rồi đấy. Thơm mùi rượu quá. Được chưa? Rồi. Lên tí nữa. Ôi, thế thôi.